Xin chào anh em đã quay trở lại cả Hacom, mình là Hoàng đây và hôm nay là Q&A số thứ 43 anh em ạ. Nhưng mà trước khi mình trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh em thì mình có một câu hỏi gửi tới mọi người. Đó chính là cái vấn đề về benchmark. Khi mà anh em xem benchmark, ví dụ như là ở Full HD này, ở 2K, ở 4K này và với những setting là lowest, highest, thấp nhất này, cao nhất và RTX, thì liệu rằng khi mà anh em xem đến RTX ý, mình biết rằng FPS nó thấp, anh em có muốn xem RTX đi kèm với cả các công nghệ upscale không để tăng FPS không? Những cơ công nghệ như là DLSS này, hay là FSR này, hay là Intel XSS này. Thì nếu mà anh em muốn xem hiệu năng thuần, ví dụ như chỉ có lowest này, highest này và RTX không ấy, thì comment ở dưới. Còn nếu các bạn cảm thấy rằng là nên có thêm cái công nghệ upscale kia vào thì hãy comment ở dưới cho mình nhá, để mình biết là mình có thể benchmark chuẩn hơn cho cả thị hiếu của anh em. Và đấy là câu hỏi của mình thôi. Còn bây giờ hãy bắt đầu với câu hỏi của anh em nhá. Câu hỏi đầu tiên của bạn Hoàng Long Hồ, bạn hỏi là đang định build một bộ PC chiến Diablo 4 này, 30 triệu này, quay đầu với cả chiếc 3060, không biết AD có lời khuyên gì không? Thực sự ý, thì với cái trải nghiệm của chúng mình, khi mà chơi 3060 Ti Ultra Max Setting ở màn hình 2K Ultra Wide thì được mức FPS cũng tương đối là ổn, đặc biệt khi mà bật DLSS lên. Thế nên là nếu mà bạn chơi thì bạn hãy đầu tư cho mình tối thiểu là chiếc 3060 Ti nhá. Rồi mọi thứ còn lại cân cân đối đối, 30 triệu thực sự là một con số tiền khá là lớn. Mà nếu bây giờ mua mới thì mua hẳn bộ 060 Ti đi, để nhỡ đâu có tựa game nào có frame generation thì mới dùng. Bởi vì là mua mới thì chênh lệch nó không quá là nhiều về tiền, nhưng mà hiệu năng thì cũng có thêm tí công nghệ. Đó. Nên là mua mới thì hãy mua bộ 060 Ti, còn nếu bạn mua cũ thì mua 3060 Ti nhá. Rồi. Tiếp theo là câu hỏi số 2 của bạn Thanh Nguyễn Kỳ. Bạn hỏi là em mới nâng cấp từ 3060 Ti lên 4060 Ti nhưng frame generation không bật được. Cái này thì thực sự là mình khá là thấy lạ, bởi vì là không biết là bạn đang tải ở đâu. Bởi vì theo như mình biết ý, có rất nhiều các bên họ test game nhưng mà họ lại tải dùng GOG, mà GOG thì lại chưa update hoàn toàn frame generation đấy. Bạn thử gỡ game đi, cài lại cho mình xem sao. Bởi vì theo như mình nhớ, bạn cứ bảo là frame generation bị tối đi, bị tối màu đi đúng không? Bạn thử cài lại driver chuẩn xem như thế nào nhá. Bởi vì thực sự đúng là khó thật. Mình không biết là vấn đề của bạn nằm ở đâu cả, mà mình thực sự không biết là đấy. Nên là cài đúng chuẩn driver từ Nvidia, cài đúng phiên bản mới nhất, xong rồi vân vân nhá, để xem nó như nào. Câu hỏi thứ 3 là của bạn Quang Trần. Bạn hỏi là 12.600K đi với card của bên nào hợp lý nhất? 12.600K thì chuẩn nhất về chơi game là làm việc ấy, thì mình nghĩ rằng bạn nên mua từ 4070 trở lên là đẹp vô cùng luôn, đẹp tuyệt vời luôn anh em ạ. 4070 hoặc là 3080 trở lên. Với main thì bên B loại xịn cũng chơi được, còn nếu mà anh em có dư chút tiền, nâng lên một chút, có thể lên với cả những chiếc D690 như em Aorus Elite ấy, phiên bản không wifi, chỉ có hơn 6 triệu tí thôi, thực sự khá là hợp lý cho một chiếc mainboard giá rẻ, đẹp và hiệu năng cao. Hợp lý luôn. Rồi câu hỏi thứ 4 của bạn Hiếu Nguyễn, bạn hỏi là 13.600K, 3060 Ti nên dùng B660A hay là Z690 Legend, combo này thì đi với nguồn 750 hay 850 ạ? Thì em này nhá, thực sự nhá, em này thì mình vẫn khuyên là bạn nên đi với cả min con Legend, nó không đẹp lắm. Nó tùy vào cái nhu cầu của anh em. Bạn có muốn nghịch không? Bạn có muốn ép sung không? Bạn có muốn undervolt không? Nếu mà bạn muốn nghịch ngợm cái bộ máy của anh em ấy, của bạn ấy, thì hãy nâng lên cho mình ở trên là chiếc Z, main Z Steel Series. Còn nếu mà bạn không, Steel Legend, còn nếu mà bạn không làm gì, bạn chỉ muốn bật lên, cắm lên, bật PLM, khóa PLM1, PLM2 rồi chơi, thì mua B660 nhá. Thực ra nó còn tùy rất nhiều vào cái main mà bạn thích nữa. Nếu mà bạn thích cái form factor, bạn thích cái hình dáng của ROG Strix thì mua em B660A. Còn nếu bạn không thích cái main đấy, bạn cảm thấy là main nào cũng được, thì hãy chọn Steel Legend nhá. Còn cái nguồn ấy thì em 850 là đảm bảo để sử dụng cho hai cái thiết bị này một cách ổn áp nhất nhá. Mình nghĩ rằng 850 là ổn định cho cái bộ máy của bạn. Câu hỏi thứ 5 của bạn Nugget Chill. Bạn hỏi là khung ghế và khung màn hình mua ở đâu? Cái khung này, đây là trong cái video mà chúng mình đi tham quan cái cơ sở của VNM. Thì cái khung ghế, khung màn hình này ấy, là do VNM họ sáng chế, họ chế tạo ra, họ tự làm ra nhá. Và mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với cả VNM. Còn hiện tại thì Hacom chúng mình đang có bán một vài sản phẩm của VNM thôi. Ví dụ như là phanh này, côn này, ga này, shifter này, sequential các kiểu thôi, mấy cái sản phẩm thôi. Chứ chúng mình chưa có cái khung xịn sò như của VNM, bởi vì họ chưa nghĩ tới việc bán cái đấy, và cái giá em đấy thì khoảng tầm 100 triệu cao đấy.
Rồi, tiếp theo câu hỏi của bạn, câu hỏi cuối cùng của bạn Quang Duy Chuẩn. Bạn hỏi là 12400F 3060 có cân nổi PUBG 2K không? 140, nếu mà không áp nổi thì nên lên thằng nào? Nói thật nhá, là hồi trước mình từng chơi PUBG ở 2060 2K thì mức FPS rồi chụt khoảng tầm 100 FPS, và bị một cái là PUBG rất là không tối ưu nhá. Mặc dù là chơi 2K, mặc dù là chơi ở mức lâu, mặc dù là mới có 100 FPS, nhưng mà cạc vẫn chưa dùng hết, mới dùng có 70% thôi. Thế nên là bây giờ nâng thì cũng nâng được, nâng lên khoảng tầm 3070 tới Y trở lên cho mình đi, để xem như nào. Chứ nói thật thì cái game nó không tối ưu mà. AMD, Nvidia mình đấy đều không tối ưu hết. Cứ chơi đi xem nhá. Bởi vì thực sự thì chịu. Những cái game với những game không tối ưu thế, cái vấn đề tư vấn cảm màn hình, CPU các kiểu khó lắm. Nên là bạn cứ pha cho mình thật là mạnh và kiểu gì chơi được mức FPS cả nha bạn nhá. Rồi, và đó là 7 câu hỏi cho Q&A số thứ 43 của chúng ta. Nếu anh em có các câu hỏi nào khác thì hãy để ở dưới comment của video này, là mình sẽ trả lời nhanh chóng nhất trong ngày sau hôm sau, sau khi mà mình đăng cái video này ấy. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hấp dẫn, đem lại nhiều cho anh em thông tin, đem lại nhiều thông tin cho anh em, thì hãy bấm like và subscribe nhá. Và anh em nhớ trả lời câu hỏi của mình ở đầu nha. Cảm ơn anh em và xin hẹn gặp lại anh em tại video sau.